Từ 21 giờ tối ngày 31 tháng 12, các tổ công tác liên ngành 141 Công an thành phố Hà Nội bắt đầu vào ca trực của mình. Các tổ công tác lập chốt tại các tuyến đường lớn của thủ đô, kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn giao thông và an ninh trật tự. Tổ công tác Y6-141 do Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội làm tổ trưởng, lập chốt tại đường Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội. Tổ có nhiệm vụ xử lý các trường hợp thanh niên lạng lách, đánh võng và các hành vi liên quan đến chất kích thích, nồng độ cồn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Sau ít phút lập chốt, triển khai kế hoạch, tổ công tác liên ngành 141 đã phát hiện và xử lý nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, cố tình phóng nhanh để thoát khỏi sự kiểm tra của các lực lượng chức năng. Các trường hợp này đều bị tổ công tác liên ngành 141 xử lý theo quy định của pháp luật. Có trường hợp thiếu niên chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện dung tích trên 50cc bị tổ công tác phát hiện, xử lý. Qua kiểm tra các trường hợp xe máy, tổ công tác liên ngành 141 cũng liên tục kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong đêm ngày 31 tháng 12, mặc dù kiểm tra hàng trăm xe nhưng không phát hiện được trường hợp vi phạm nồng độ cồn, các tài xế đã có ý thức khá tốt về việc đã uống rượu bia thì không lái xe. Thiếu tá Hoàng Văn Bình cho biết, từ nay đến Tết Nguyên Đán, ngoài các chốt công khai, các tổ công tác liên ngành 141 còn triển khai lực lượng hóa trang thường phục, tuần tra trên các tuyến phố để kịp thời phát hiện, trấn áp các trường hợp thanh thiếu niên tham gia giao thông lạng lách, đánh võng, gây rối làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cũng theo Thiếu tá Bình, ngoài lực lượng 141 để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường 100% quân số, ứng trực tại các điểm nóng, các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Đồng thời, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như là vi phạm nồng độ cồn, các phương tiện vận tải hành khách chở quá số người quy định, dừng, đổ trái phép.